Chào các bạn. Hôm nay là thứ bảy, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021, tức là ngày 25 tháng 4 năm Tân Sửu. Cây sam hương này mình dâm lên đây đã được từ mùa thu đến giờ. Bây giờ nó mọc khỏe rồi. Hôm nay mình quyết định sửa rễ các bạn nhé. Bây giờ mình sửa rễ đến mùa thu mình cắt về để mình gặp lại cái đường lấy dẻo. Cây này chỗ này mình cắt về có thể cắt hai lần, một lần đây để cho hơi gặp một chút, một lần thế này gặp một tí. Sau đó mình tiếp tục cắt về hai lần thế này nữa, là cắt về bốn lần. Nhưng mỗi mùa cắt một lần các bạn ạ. Ví dụ như là mùa thu thì cắt một lần này, mùa xuân cắt lần, mùa thu sang năm cắt lần, mùa xuân sang năm nữa cắt lần, như thế khoảng 2 năm. Thì bây giờ đấy là cây này là như này. Đây là mặt tiền của nó, trông nó rất thẳng. Mình cắt về vừa gập sang bên này, lại vừa hơi hạ xuống một chút. Đó lại không phải cắt về thẳng một đường, cắt về hơi chép chéo một tí. Với cắt về lần thứ nhất đây, cắt về lần hai dưới này đấy, hơi gập như thế. Làm cho nó đường nó thẳng, nó dẻo, nó lượn. À không phải thẳng, nó khúc khỉu một chút, đây nó thẳng quá. Còn bây giờ mình dâm đã mọc khỏe rồi, thì bây giờ mình... Đây trước mình dâm, nó hơi lộn rễ lên. Thì bây giờ mình bới đất ra, mình sửa rễ. Còn tại sao mình trồng cao như này? Bởi vì nếu chúng ta vào chậu luôn cho trồng thì cây nó không phát triển được, nó sẽ bị khô. Bây giờ mình trồng cao này, mình cho cái đất tốt tốt trong này, chất trồng rất tốt để cao, để cho nó có một cái môi trường rộng lớn thoáng cao để cho mọc phát triển. Đặc biệt ở đây mình dành cho một không gian rất là thoáng để cây phát triển mạnh. Khi nào nó hoàn thiện thành một cây gọi là hoàn thiện, gần hoàn thiện thì bắt đầu mình mới cho vào chậu. Còn bây giờ mình sau một thời gian mình trồng, rễ nó đã mọc khỏe rồi. Bây giờ mình bắt đầu bấm những rễ trồng lên trời để mình ép nó phải xuống. Một là cắt V hoặc là không cắt V, nhưng mình nó lại mình làm rễ nó bám xuống nó đẹp hơn. Bây giờ bắt đầu mình lấy những cái này mình cậy đất ra để mình cắt rễ. Mình đã bới xong cái rễ ra. Khi mới trồng thì chúng ta không thể cắt rễ được. Cắt rễ không may nó chết mất thì nó phí. Chúng ta phải làm dần vậy. Sau khi trồng một thời gian, cái rễ của nó đã mọc xuống đất, cây nó khá khỏe, thì bắt đầu mình bới ra. Bây giờ mình cắt. Ví dụ cái rễ trồng ở trời này mình sẽ bỏ đi. Bỏ đi. Để làm sao cho nó thành một cây huyền, giống như bám đất ấy. Một số rễ ví dụ như là cây huyền ngày sau mình để nó cái chỗ này là sát miệng triệu, còn cái này thò ra mình cắt bớt đi. Thì bây giờ bắt đầu mình cắt, một số lấy kéo cắt, một số lấy đục đục cưa. À, bây giờ mình để mình thử làm xem nhá. Lâu ngày ông làm đồ cùn hết rồi. Ví dụ cái rễ này là bỏ bớt đi. Lọc sạch những rễ bẩn, những cái cành giam lung tung ấy đã, cho gọn đã. Vậy là cây này mình đã lộn đầu thành công các bạn ạ. Chứ là cây trực đấy, cây thẳng lên trên, hơi siêu thôi. Mình đã làm cây huyền, lộn xuống trông nó hay hơn. Cái cây trực thì ngoài tự nhiên nó nhiều, anh em nhiều. Thay đổi phong cách tí, làm cây nó huyền một chút cho nó. Thì trong dáng cây thì có bốn dáng rồi. Thẳng, gần thẳng người ta gọi trực. Nghiêng nhiều nghiêng ít thì người ta gọi là siêu, ngang ra gọi là cây hoành, và cây trúc hẳn xuống gọi là cây huyền. Thì cây càng nhiều cây mỗi cây nó có hay của nó, cây càng
nghiêng ngả bao nhiêu thì độ đẹp nó càng thích bấy nhiêu. Cho nên mình sẽ làm thích làm cây, mình sẽ làm cây đẹp tự huyền. Cái rễ này nó đã bàn mọc trên, bây giờ mình bấm đi nhé, mình cưa cưa đi để cưa đi cho nó sạch sẽ, thì mình làm sạch đất thì đỡ bị hỏng cưa. Thì mình sẽ cho cái rễ này mọc xuống dưới này, ngày sau để cái này thì nó để cưa đi đây. Trước khi cưa mình cắt bớt một cái số rễ đi đã, cái này cắt bớt đi đục sau, cái cắt vừa vừa đấy đã. Đấy. Vậy là cái dãy châm đông năm trời mình đã cắt bớt đi cho nó hơi xiên đúng rồi, là sao cho rễ này mọc xuống, còn dưới này không nhìn thấy rồi, kệ cái rễ này nó có được cắt đi để sau nó mọc cái rễ khác, nó không cho dính vào đây nữa. Những cái rễ này đâm trời mình cắt đi nhé, nhưng mình vậy phải cắt tạm thời thôi. Với cái này mình dùng cưa các bạn ạ, bởi vì đục nó sẽ rung rung gốc cưa. Đây được rồi, được rồi. Cho cái sao nó mọc xuống thế này. Đục nhé, chắc đục nhẹ nhẹ được. Cái này chắc phải chống các bạn ạ. Sau khi làm xong phải chống, phải buộc lại. Nó chưa được vững vàng đâu. Rồi. Chắc mình cưa thôi các bạn ạ. Rung lắc. Chỉ có cùn cưa một tí. Đục rung lắc. Bung bầu mất đấy. Trồng được mấy tháng này mà. Nó chưa được vững vàng đâu. Cưa nhá. Đấy. Vậy là đã khá đẹp rồi. Còn dễ là phải để. Đây, cái rễ này vẫn thò lên. Các bạn đầu tư được cái cục cái điệp đục đục máng hay là cái kìm kìm kẹp có lòng máng thì các bạn làm, nhưng mình có một cái như cùn lắc con rễ này xiên lên, bỏ một hai rễ dưới.
Mình để hở cái rễ này cho đẹp các bạn nhé. Rễ này nó quái, nó vòng bên này này. Cho mình đục hở, đục cái bợ rễ đi. Để hở cái rễ bên này. Đắc tì. Đấy, để cái rễ này nó khác quái. Thì bít cái rễ này vào. Thôi, rễ là thế đó các bạn ạ. Chúng ta có thể bôi keo đường sẹo. Hoặc là không bôi. Mình không cần bôi đâu bởi vì cây nó khỏe lắm, nay trời nó ráo. Còn bôi nữa. Hai. Được rồi. Cái này nó ở dưới đất. Bề mặt cắt của nó ngày sau như này. Kệ nó nhá. Đục nhiều nó xây xước. Bên này mình đã giải quyết tạm thời như thế. Còn cái này ngày sau nó cho nó mọc cái rễ này mọc xuống dưới nhá. Bây giờ sang bên này xem như nào. Bấm bớt đi. Cho nó. Giải quyết nốt cái rễ bên này. Cái rễ bên này nó thò ra quá. Để sau mình để chậu trong này thì nó vướng cái rễ này. Bây giờ mình cắt ngắn bớt đi. Thì trước khi cắt ngắn bớt đi thì mình dùng kéo mình lọc sạch những cái rễ nhỏ nhỏ đi đã. Cho nó gọn gàng, nó nhìn nó dễ. Rễ để bỏ đi. Thế bây giờ chỉ cần bỏ rễ ra này. Cái rễ này cắt bớt cái rễ này đỉnh xuống. Cái này bỏ đi. Bỏ trong này tí. Để xong trồng chậu ở đây. Không thì nó vướng vào chậu. Cắt bớt vào đây thôi. Cắt vào một tí cũng được. Xem nào. Hơi thỏ ra cá. Cắt vào một chút nhá. Mình cắt vào mình để khoảng độ 2 phân. Nhà sau để rễ chân nơm. Đi về để khoảng 2 phân thôi. Mình để ý đây nó có một cái rễ. Ra cái biết đây có rễ mình cắt thò ra rễ một tí nhưng thôi không sao. Cái này chúng ta dâm lại được một cây mới đấy. Mình biết đây nó có rễ mình cắt. Đây nó có rễ nhưng mình không để ý. Sau mình cắt làm cây mình đào mới sạch rễ ra mình biết đâu nó có rễ để mình cắt thì nó có rễ này mọc luôn. Đây cái rễ này nữa thò ra này, bấm đi một số rễ thò luôn, bấm đi.
sao rễ mọc không đây, để đứng xem cho nó nào. Rồi để cái rễ đấy nhá, bây giờ cái rễ này giải quyết nốt, đục những cái chóp này đi, còn rễ con này nó mọc rồi thì kệ nó. Đỉnh này nữa, cưa đi các bạn ạ. Đấy. Vậy là chúng ta đã được một cây nộn thành công. Bây giờ chỉ cần đợi ngày đợi tháng thôi cho rễ mọc ra, nó đẹp cái nhà và cây huyền rồi. Còn cành thì thân thì đợi ngày đợi tháng thôi. Bây giờ cơ bản là như vậy. Cạo sạch đất ra xem như nào. Bây giờ mình lại lấp đất lại nhé các bạn nhé. Mình lại bọc đất lại, mình lấp lại để cho rễ phát triển. Cái giống này phải làm dần dần, dần dần các bạn ạ. Không được vội. Độn ngay mà lọc sạch rễ ngay là nó chết cây đấy. Phí mất cái phôi. Bây giờ mình lọc dần, lọc dần. Bắt đầu lộn hoặc là chưa lộn, lộn dần để lộn xong nó mọc, bắt đầu cắt rễ dần, rửa rễ dần. À, đã xong. Những cái rễ nào ở đằng trước bên này nó không đẹp mình bấm đi, mình để rễ cơ bản thôi, rễ bé bắt chéo, nó xiên xẹo lung tung thì bỏ đi. Đây những rễ to đẹp thôi, rễ chính. Đây những rễ nhỏ nhỏ này bỏ hết đi. Rễ nhỏ nhỏ này, một số rễ xiên ra ngoài này quãng bỏ đi, để sao chậu nó gọn các bạn ạ. Sao chậu nó gọn. Còn rễ này phải để rồi, bởi vì nó nuôi cây này. Có những cây này nó rễ này ra ngoài quá thì mình ép nó vào. Rễ này thì ép vào. Dùng dây hoặc dùng đất ép vào. Đây cái rễ này mình ép vào nhá, mình ép vào. Đấy. Bây giờ mình lại lấp đất lại thôi các bạn ạ. Mình đã sửa xong. Chỉnh xong rễ cây này, các bạn xem lại. Đấy. Ngày sau mình để cái chậu như này này. Đấy. Để sao nó đừng hở cái rễ này. Được không? Đấy, cứ như thế nhá. Sau một trồng thời gian thì rễ nó tiếp tục nó mọc ra thì nó lại mím mím cái này càng đẹp. Đấy, như thế, một số cái này cắt bớt đi nữa nhá, vừa đục nốt bớt đi. Đục sâu một tí để đỡ. Những rễ nhỏ này cắt bớt đi. Đấy. Sau mình bảo nó lấp đất thôi. Bây giờ mình tiếp tục bấm một số rễ không cần thiết, xong mình lấp đất nha. Trước khi lấp đất, chúng ta lưu ý là bởi cây mình đã bới sạch rễ rồi, rất ít rễ, cho nên chúng ta phải buộc níu lại nhé. Và để lấp đất nó chứa được đất, chúng ta phải lấy cái gì be vào. Đây mình lấy miếng tôn, mình be vào. À, đây, mình lấy dây cây mình cọc, đóng cọc mình níu vào thì nó đổ mất. Bây giờ mình sẽ lấp đầy đất chỗ này. Sau lấp đầy đất thì mình lấy một cái miếng rẻ, miếng gì đó mình che ở trên để khi mình tưới nó đỡ bị bung nước, à bung mất đất. Không thì mình tưới nó bị sẽ bị đất nó bị mất đất đi. Trồng thì đấy là do mình chế bằng hỗn hợp rác với đất mùn. Nhà mình là nông dân trồng cây vải thiều. Tận mất mùa thu, bận mùa đông, mình lấy cái rác mình
mình cắt sạch cái rác lá của nó, mình để một đống, rồi mình để ở đấy cho các loại sâu, giun, dế, sâu đất nó đến nó phân hủy. Rồi mình cứ đổ một năm thì mình đổ một nơi, sang năm mình để lấy. Cứ như thế cả những cây cành nhỏ, gỗ mục, lá mục thành một hỗn hợp rất là tốt, rất là tươi xốp. Đây là gồm những cái mảnh gỗ nhỏ này, lá nhỏ. Mình trồng cây cảnh không bao giờ thiếu đất trồng, đất trồng mình chỉ bằng lá rác thôi, rất nhiều. Sau khi mình cho xong, mình lấy một cái rẻ mình che lên các bạn ạ, rẻ hoặc chăn nhé. Mình lấy cái rẻ quần áo cũ để mình tưới, không mình tưới nó xả mất. Mình che lên, mình tưới nhẹ nhàng. Sau này khi nào rễ nó mọc khỏe thì mình đã bắt đầu mới thả cái rẻ ra. Đấy, mình tưới thẳng vào đây. Có thể buộc vào, không buộc vào cũng được. Còn cái cây này thì mình xác định trồng trên cái đất này nó lâu, cho nên mình đã phải buộc dây sắt lại các bạn ạ. Nếu buộc dây sắt ngày sau nó bung mất. Trước mình chỉ buộc tạm bằng cái dây gì nhỉ, dây dứa thôi, dây mua ở chợ ấy. Bây giờ mình buộc hẳn dây sắt. Khi nào để cây này ở đây thành phẩm thì mình mới chuyển vào chậu, chậu cạn để chơi, cho nên chậu để chơi cho nên mình phải buộc dây sắt khá là cầu kỳ. Đã xong các bạn, bây giờ mình cứ tưới nước lên thôi, thoải mái, kệ nó. Khi nào cây này làm xong hết thì bắt đầu mới chuyển vào chậu đôn, như nào là do ý định của mình. Chào các bạn nhá, chúc các bạn buổi trưa ăn cơm ngon miệng, vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và làm được những cây đẹp nhất theo ý tưởng của mình.